Vale, bene. Có chân chân có bị không chị? Chân ít. Chân chỗ nào chị ha? Chân ở chỗ nào chị? Có. Chị coi coi cái chỗ cái mục cơ của em còn không? Hôm nãy à? Dạ. Mà lúc trước chị làm sao? Thì nó ép xe đó rồi đi cắt đó. Thì sao có thẹo dưới vậy chị? Thì đó nó... Cắt gì cái thẹo to to bố dưới vậy? Này đâu có lấy được nữa, lấy là nó bị sẹo tiếp á. Không lấy được. Anh tỉnh hết rồi. Được chưa? Dạ. Đâu chị? Lấy xong cái mục này thấy nhẹ gì đâu. Còn không ta? Còn mục nè. Em xử ra cho chị. Chị cầm cái mục này đi. Chị ra. Dạ rồi. Ổn rồi. Đâu có bụng này. Một con chị. Được không? Ok. Ok. Nhạy chưa?